Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý sau. Hoàn thành thi công tuyến băng tải than dài nhất của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam. Phụ nữ tỉnh Hải Dương tập trung phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Lan tỏa phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa tại tỉnh Lạng Sơn. Thưa quý vị và các bạn, dự án hệ thống tuyến băng tải vận chuyển than từ mặt bằng sân công nghiệp mỏ Tràng Bạch, công ty than Uông Bí đến mặt bằng cộng 56 Mạo Khê được triển khai từ tháng 7 năm 2013 do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường TKV làm chủ đầu tư. Đến nay, sau hơn một năm thi công, dự án đã hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch đặt ra và đang tiến hành chạy thử nghiệm hiệu chỉnh thiết bị. Dự án được chia thành 6 gói thầu, trong đó gói thầu số 14 là quan trọng nhất, thực hiện thi công xây lắp hệ thống băng tải và các công trình phụ trợ. Gói thầu này do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường TKV tự thực hiện, trị giá 153,5 tỷ đồng. Trong số 8 băng tải của tuyến này, có băng thứ tư dài 2,6 km, đạt kỷ lục về chiều dài thi công từ trước đến nay. Đáng nói, tuyến băng tải này thi công trong điều kiện địa hình đồi núi rất phức tạp. Khối lượng các hạng mục xây lắp kết cấu thép chính và hệ thống thiết bị của toàn tuyến băng tải cũng tương đối lớn. Tại thời điểm này thì cái hệ thống vận tải than từ sân công nghiệp mỏ Tràng Bạch về mặt bằng riêng 56 Mạo Khê thì về khối lượng công việc thì gọi riêng về phần xây lắp thì đã đạt được 99% và riêng các gói thầu về lắp đặt thiết bị đã đạt được 100% và hiện tại thì hệ thống đang vận hành liên động có tải và tiến tới sẽ vận hành 72 giờ để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Quá trình vận hành thử nghiệm có tải với tốc độ và các mức tải tăng dần. Đây là cơ sở để đơn vị kiểm tra phát hiện, hiệu chỉnh các thông số, chế độ điều khiển cho hệ thống băng tải chính và các hệ thống phụ trợ. Thưa quý vị và các bạn, với chiều dài toàn tuyến là 6 km và công suất vận tải 1,7 triệu tấn than một năm, tuyến băng tải này sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cho ngành than, đặc biệt là về công tác môi trường. Vì với thiết kế hệ thống là băng tải kín thì toàn bộ lượng than thương phẩm sau khi mà chạy qua tuyến băng tải này thì sẽ không phát tán bụi ra môi trường sinh thái. Chính vì vậy sẽ giảm thiểu được tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực này. Đây cũng sẽ là một trong những công trình quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của TKV nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Đó là sản xuất luôn đi đôi với bảo vệ môi trường. Ngày 15 tháng 8 đánh dấu là tròn một năm chính sách visa mới có hiệu lực. Chính sách này đã cho phép công dân một số nước khi nhập cảnh vào Việt Nam được miễn visa từ 15 ngày lên đến 45 ngày và nâng hạn visa điện tử e-visa từ 30 ngày lên 90 ngày. Theo nhận định của ngành du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng đã cho thấy hiệu quả rõ rệt từ chính sách này. Hai gia đình đến từ Italy này đã nhanh chóng quyết định chọn du lịch đến Việt Nam trong 3 tuần, được miễn visa lên đến 45 ngày, khiến cho chuyến đi của họ đơn giản, thuận lợi và có thể đi khắp ba miền đất nước Việt Nam. Chúng tôi đến đây không cần visa, chúng tôi chỉ cần mua vé và đi du lịch đến đây, thực sự thuận tiện và rất nhanh chóng. Với thủ tục đơn giản, thuận tiện lại có giá trị nhập cảnh nhiều lần trong vòng 90 ngày. Từ ngày 15 tháng 8 năm ngoái, thị thực điện tử được cấp cho tất cả các quốc gia trên thế giới đã giúp Việt Nam trở nên thân thiện hơn trong mắt các du khách quốc tế. Khi làm visa thì rất thuận lợi. Khi làm hoàn toàn bằng online, lần đầu tiên đến Việt Nam tôi thấy rất an bình, đầy cảm hứng khi có thể tìm hiểu lịch sử Việt Nam. Vì vậy, tôi rất muốn quay lại đây một lần nữa. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chính sách thị thực đang thực sự trở thành công cụ sắc bén, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho khách quốc tế đến tham quan du lịch ở Việt Nam. Thì cái lượng khách quốc tế đến Việt Nam gắn với cái
thời kỳ phục hồi du lịch sau Covid ấy, đã tăng lên rất là rõ nét. 7 tháng 2021 này thì lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt 10 triệu lượt và tăng hơn 50% so với cùng kỳ 2023 và vượt với cái mức của 2019 trước dịch. Mặc dù vậy, trong khi các nước trong khu vực đang cạnh tranh thu hút khách quốc tế bằng chính sách miễn visa, Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam tiếp tục đề xuất các ngành chức năng nghiên cứu mở rộng các quốc gia được miễn thị thực đơn phương ngắn hạn hoặc dài hạn. Để có một cái chính sách thị thực hấp dẫn hơn thì cũng nên chăng là chúng ta cũng suy nghĩ để chúng ta cũng đưa ra những cái chính sách thị thực thật sự là hấp dẫn với khách du lịch quốc tế. Chúng tôi chỉ đơn cử ở đây là có một số nước mà chúng ta đã nâng tầm quan hệ ngoại giao lên cấp là chiến lược toàn diện, nhưng chúng ta vẫn chưa miễn thị thực cho họ. Mục tiêu của ngành du lịch trong năm nay là phục hồi hoàn toàn khách quốc tế so với trước dịch là 18 triệu lượt và tiếp tục tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo. Chính sách visa thông thoáng và dài hạn là đòn bẩy giúp nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong cuộc đua thu hút khách quốc tế. Chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý. Từ ngày 13 tháng 8 đến 17 giờ ngày 17 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024 trên toàn quốc trong 6 lần. Trước 17 giờ ngày 17 tháng 8, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, ra soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non đợt 1 năm 2024. Theo dự đoán, nhiều khả năng điểm chuẩn vào các trường sẽ tăng. Tuy nhiên đây chỉ là dự đoán, điểm chuẩn phụ thuộc vào số lượng và các nguyện vọng của thí sinh từng ngành. Báo cáo mới công bố của công ty phân tích và tư vấn phát triển kênh thương mại điện tử Unet ECI cho biết, người tiêu dùng chi 87.370 tỷ đồng mua sắm trên 4 sàn thương mại điện tử đa ngành lớn nhất Việt Nam quý 2, gồm Shopee, TikTokShop, Lazada và Tiki, tăng 10,4% so với quý 1. Trong đó, gần 3/4 chi tiêu chảy vào Shopee, với tổng giao dịch đạt trên 62.300 tỷ đồng, chiếm 71% thị phần. Xếp thứ hai là TikTokShop với 22% thị phần. Với diễn biến này, thị trường bán lẻ trực tuyến hiện chỉ còn cuộc đua song mã giữa Shopee và TikTokShop. Ba sàn còn lại đều thu hẹp thị phần, trong đó Lazada và Tiki chỉ còn chiếm lần lượt 5,9 và 0,7%. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành thông tư quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ, sổ hồng. Theo đó, mẫu giấy chứng nhận mới sẽ gồm một tờ có hai trang in nền hoa văn chống đồng, màu hồng cánh sen. Tại trang 1 sẽ gồm quốc huy, quốc hiệu, dòng chữ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, in màu đỏ, mã QR. Mã giấy chứng nhận, mã QR được in giấy chứng nhận dùng để lưu trữ, hiển thị các thông tin chi tiết của giấy chứng nhận và các thông tin để quản lý mã QR. Từ mùng 1 tháng 10, các công ty chứng khoán sẽ dừng giao dịch trực tuyến với các nhà đầu tư chưa cập nhật thông tin theo căn cước công dân. Đây là thông báo được công ty chứng khoán gửi tới các nhà đầu tư theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán. Theo đó, các trường hợp không cập nhật căn cước công dân trên tài khoản sẽ phải đến trực tiếp công ty chứng khoán để thực hiện giao dịch. Một số công ty chứng khoán cũng cho biết thêm, kể cả giao dịch tại quầy, nhà đầu tư vẫn phải thực hiện chuẩn hóa thông tin. Do đó, để đảm bảo giao dịch, nhà đầu tư được khuyến cáo có thể cập nhật thông tin căn cước công dân trên ứng dụng hoặc gửi thông tin qua mail, bưu điện. Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tiếp nhận điều trị 4 trường hợp mắc bệnh Whitmore hay còn gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người với biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, diễn biến bán cấp tính gây tổn thương đa dạng nhiều cơ quan làm suy yếu hệ miễn dịch, nhiễm khuẩn huyết, áp xe gan, áp xe cẳng chân, viêm màng não. Đáng chú ý, các bệnh nhân đều cao tuổi, có bệnh lý nền là bệnh Whitmore tổn thương nghiêm trọng. Thời gian điều trị dài ngày. Theo các bác sĩ, bệnh Whitmore có biểu hiện về lâm sàng rất đa dạng, tổn thương rất nhiều cơ quan. Bệnh diễn biến theo hướng bán cấp tính nên đôi khi thầm lặng. Bệnh nhân diễn biến từ từ và khi nhập viện đã có những ổ áp xe rất sâu trên nhiều cơ quan. Tỷ lệ tử vong tương đối cao nếu không kịp điều trị kịp thời. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và bệnh không lây từ người sang người. Nguyên nhân gây bệnh là do vi khuẩn Mycobacteria pseudomallei. Vi khuẩn này thường sống trong bùn đất, nhất là những vùng đất ẩm
nước bị nhiễm khuẩn và xâm nhập vào cơ thể người chủ yếu qua da khi có vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bị nhiễm khuẩn. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu là đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc có tiếp xúc với đất, nước bị nhiễm khuẩn hoặc môi trường không đảm bảo vệ sinh, làm sạch hoàn toàn vết rách da, chảy xước hoặc bỏng bị nhiễm bẩn, thực hiện ăn chín, uống sôi. Đặc biệt, khi bệnh nhân có các vết loét ở ngoài da, triệu chứng như sốt, nhức mỏi tay chân, ho, đau bụng, đi vệ sinh lỏng nhiều lần, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán kịp thời. Truy xuất nguồn gốc hàng hóa là một hoạt động quan trọng đối với tất cả các bên tham gia vào chuỗi cung ứng. Do đó, thời gian qua, thành phố Hải Phòng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong việc truy xuất nguồn gốc, giúp doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu, chống lại các hành vi gian lận, làm nhái, làm giả hàng hóa. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, minh bạch nguồn gốc hàng hóa là yêu cầu vô cùng cấp thiết. Chính vì vậy, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã phối hợp với Viện Phát triển Doanh nghiệp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Công ty Cổ phần Công nghệ Chống giả Việt Nam Active tổ chức hội thảo giải pháp công nghệ cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm và bảo hộ sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp. Bộ Khoa học Công nghệ đã có cái thông tư quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc hàng hóa sản phẩm, thì đây là một cái cơ sở rất quan trọng để cho các bộ ngành và người tiêu dùng thực hiện, nhằm làm sao đó để cho nó minh bạch cái thị trường và việc xuất nhập khẩu nó thuận lợi, không có bị ách tắc. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự cạnh tranh và phát triển bền vững. Giải pháp công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm và bảo hộ sở hữu trí tuệ là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt Nam. Sau khi sử dụng thì cái doanh số và nhiều người biết đến rất là nhiều. Lý do là chúng tôi đã sử dụng một cái giải pháp toàn diện, công nghệ toàn diện mà truy vết nguồn gốc toàn diện. Vậy thì tôi đang khẳng định được cái thương hiệu chúng tôi đang làm chân chính và làm thật. Và vì cái việc làm thật đó nên ra là chúng tôi góp phần vào cái phúc lợi, cái nguồn thuế của nhà nước. Và chúng tôi làm thật nên là rất nhiều người ủng hộ. Với việc đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, hàng hóa sẽ xây dựng được một hàng rào bảo vệ hữu hiệu trước nạn hàng giả, hàng nhái. Bên cạnh đó, đối với các cơ quan quản lý, công nghệ cũng là giải pháp hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý tốt thị trường, giúp cho nền kinh tế đất nước phát triển lành mạnh, bền vững. Thực hiện đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Hải Dương đã và đang triển khai các kế hoạch, giải pháp, tập trung phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã, trong đó quan tâm nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Hợp tác xã gia công các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, may bao bì, túi sách 5.000 ở xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương được thành lập từ năm 2018. Vượt qua những khó khăn ban đầu, hợp tác xã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ Tìm và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Đến nay đã ổn định hoạt động, tạo việc làm ổn định thường xuyên cho 70 lao động. Thời gian đầu thì mọi người thì cũng chưa tiếp xúc với công việc này, thì bắt đầu là cũng gặp nhiều khó khăn. Đến đây học thì ngày thì không kiếm được có mấy nghìn thôi, nên cũng vất vả mới vậy. Nguồn vốn lúc đầu cũng chưa khó, nên là dần làm ra thì trước tiên thì những buổi đầu chưa có, đầu tiên có khoảng độ 5 người, 7 người, xong rồi cứ dần dần như thế là dần dần là đến lúc là chị thu thập được khoảng độ 5 đến 70 công nhân. Ban đầu cũng rất là khó khăn, nhất là về nguồn vốn để hỗ trợ cho hợp tác xã thành lập, thì Hội Phụ Nữ xã cũng đã giúp đỡ hợp tác xã bằng cách là giới thiệu các tổ chức tài chính để cho hợp tác xã vay để thành lập cái hợp tác xã 5.000 này. Để hỗ trợ các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý điều hành, Hội Phụ Nữ các cấp trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, trong đó đặc biệt quan tâm hỗ trợ những phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp. Các hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ, ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn còn khó khăn. Từ đầu năm 2024 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 8 lớp tập huấn cho gần 500 cán bộ, hội viên phụ nữ và thành viên của một số hợp tác xã do phụ nữ quản lý điều hành. Trong quá trình triển khai đề án thì chúng tôi cũng nhận thấy là
các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ thì rất cần có những cái chính sách hỗ trợ để các hợp tác xã này phát triển tốt hơn, bền vững hơn. Cụ thể là những cái chính sách như tăng cường về mặt hỗ trợ tài chính. Hỗ trợ tài chính ở đây bao gồm tăng cường các cái gói tín dụng và các ưu đãi lãi suất, cũng như là miễn giảm thuế cho những hợp tác xã trong giai đoạn khởi nghiệp ban đầu. Chúng tôi nhận thấy rằng các hợp tác xã cũng cần được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm của địa phương, sản phẩm của hợp tác xã, những ưu thế ngành nghề của từng hợp tác xã. Trong thời gian tới, cùng với phát huy nền tảng và nội lực, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, các ngành chức năng và tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của doanh nghiệp, hội viên phụ nữ để thực hiện hiệu quả đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý điều hành. Với sự quan tâm của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã lan tỏa mạnh mẽ với số lượng và chất lượng các khu dân cư văn hóa ngày càng tăng. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xã Quảng Lạc đã triển khai và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con nhân dân. Các phong trào như làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế, huy động được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đến nay, tất cả 9 thôn của xã đều đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, 3 khu dân cư kiểu mẫu, nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Từ nay đến năm 2025 thì chúng tôi cũng phấn đấu là đạt thêm 3 thôn kiểu mẫu nữa, tổng cộng là 6 khu dân cư kiểu mẫu. Thế và trong các cái tiêu chí thì đều được bà con nhân dân rất là nhiệt tình ủng hộ và có cái đời sống phấn đấu phát triển về kinh tế. Ngoài ra thì bà con cũng tham gia các cái phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cũng như là đóng góp, góp công, góp tiền, góp sức để xây dựng các cái đường giao thông nông thôn, hay là xây dựng cổng thôn, rồi xây dựng các cái tuyến đường để đạt khu dân cư kiểu mẫu. Thời gian qua, phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa tại thành phố Lạng Sơn đã lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân ở từng thôn, bản, khối phố với 5 tiêu chuẩn như đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, môi trường cảnh quan sạch đẹp, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Qua đó có nhiều mô hình tiêu biểu như mô hình thôn xanh, sạch, đẹp, tổ thu gom rác, vệ sinh môi trường, mô hình thôn dân vận khéo trong các lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự. Qua quá trình triển khai thực hiện, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã nhận được sự ủng hộ của người dân tham gia tích cực và ý thức của người dân thì được nâng lên, môi trường sống thì được cải thiện, cơ sở vật chất được quan tâm, đầu tư. Qua đó thì góp phần xây dựng thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị xanh, sạch, văn minh và phát triển. Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa đã mang lại diện mạo mới cho nhiều thôn bản, khối phố trên địa bàn thành phố. Năm ngoái, thành phố có trên 23.300 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 96,7%, tăng 20% so với năm 2020. Tất cả 87 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, đạt 100%. Với kết quả này, năm vừa qua là năm thứ tư liên tiếp thành phố Lạng Sơn là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện xây dựng khu dân cư văn hóa của tỉnh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Với cái điều kiện hiện nay, thì cái điều kiện mà sinh sống của bà con nhân dân cũng có thay đổi rất nhiều. Về cái đường phố cũng xanh, sạch đẹp, mà chấp hành tốt tất cả các cái đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Đảng. Với việc thực hiện những giải pháp thiết thực, phù hợp với thực tiễn, trong đó lấy công tác tuyên truyền làm nhiệm vụ trọng tâm, phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa trên địa bàn thành phố Lạng Sơn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Bản tin chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.